Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Food cùng vào bếp nha. Tiếp nối cái series cái món ốc trong hè này thì tiếp theo trong tập này sẽ là món ốc bươu nhồi thịt ở hình ốc dai dai giòn giòn, ăn kèm với loại rau tươi sống mà chấm cùng nước mắm gừng, quá tuyệt vời cả nhà ơi. Rồi mời cả nhà cùng vào bếp với mình nhé. Ở bên lề chúng ta sẽ có là 1 ký cái gì nha, 1 ký ốc bươu các bạn. Mình sẽ có xả gừng để lát mình sẽ nấu mà nó nóng sôi mình nha. Thì trước mắt mình sẽ ngâm cái ốc bươu này trong với một tí xíu muối và một tí xíu ớt các bạn nha, cho nó nhả bớt bùn ra. Sau đó thì 1 tiếng 2 tiếng trôi qua mình sẽ bắt đầu mình sẽ rửa sạch các bạn nha, và mình sẽ luộc đó, mình sẽ luộc với cái phần xả với phần gừng các bạn đó. Ok, sau khi mình đã ngâm ốc xong các bạn thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình luộc ốc các bạn nha. Mình sẽ chuẩn bị một nồi nước, mình cho gừng với xả vào các bạn nha. Mình sẽ nấu sôi cái nồi nước này lên, sau đó mình sẽ cho ốc vào để mình luộc các bạn nha. Rồi nước sôi các bạn đó, bây giờ mình sẽ cho ốc vào các bạn nha. Ốc mình đã ngâm và mình đã luộc sạch rồi các bạn đó. Bây giờ mình sẽ cho ốc vào rồi mình sẽ luộc, và trong thời gian luộc thì mình sẽ chuẩn bị các nguyên liệu như sau. Mình sẽ chuẩn bị cái nấm các bạn, nấm mộc nhĩ á, mình sẽ ngâm nước cho nó nở ra, mình sẽ cắt nhỏ các bạn nha. Nấm mình sẽ trộn chung luôn. Đó. Về thời gian luộc có một bu á, mình sẽ luộc khoảng tầm 20 phút đến 30 phút các bạn nha, cho chín hoàn toàn luôn các bạn. Và ốc khá là lớn các bạn nha. Ok, và ốc đã chín rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ có ốc ra, mình sẽ ngâm trong nước lạnh các bạn nha, để mình sốc nhiệt để mình giữ cái độ ngọt của ốc các bạn. Đó. Ốc sẽ dai và ngon hơn các bạn nha. Ok, sau khi mình đã ngâm nước lạnh mình sẽ rửa sạch các bạn nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình lấy cái nĩa các bạn. Mình sẽ cạy nãy từ con ốc ra, mình sẽ bóc cái phần ruột các bạn nha. Rồi mình sẽ cắt nhỏ phần ốc ra. Còn các bạn có thể cho vào máy xay các bạn sẽ lẹ hơn các bạn nha. Ok, trường hợp mà bạn nào muốn xay cho nhanh các bạn cho vào máy xay đàn ăn các bạn nha. Các bạn xay thì xay mình nhấn 1-2 lần các bạn cho nó xay vừa thôi. Nếu mà xay mà nhiều quá sẽ nát các bạn nha, sẽ không có ngon, không có đẹp các bạn. Đó, mình xay vừa thôi. Ok, nguyên liệu đầy đủ các bạn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình nguyên liệu để mình nhồi thịt các bạn nha. Mình sẽ có là 30g xả, 20g gừng cũng 20g hành tím các bạn nha. Và chúng ta sẽ có là mộc nhĩ các bạn nha, mình đã băm nhỏ và 50g cùng với 2g hạt nêm, 5g đường, 2g muối cùng 1g tiêu các bạn nha. Và ra chúng ta sẽ có là 300g ốc mình đã nhồi các bạn, mình đã xay các bạn nha. Và chúng ta sẽ có là 150g dầu sống cùng với 150g thịt xay các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình sẽ trộn chung nguyên liệu với nhau các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cho những nguyên liệu như giò sống nè, băm nè, với phần ốc mình đã xay nhuyễn các bạn, cắt nhuyễn các bạn nha. Mình sẽ trộn chung với gia vị ra, muối, tiêu, đường, nêm với cái phần hỗn hợp xả, tím với gừng các bạn nha. Đó, tỏi, nếu các bạn cho vô luôn cùng với cái phần nấm mộc nhĩ các bạn nha. Đó. Cắt nhỏ luôn rồi, giờ mình trộn chung với nhau nha. Sau đó mình sẽ nhồi không mâm đẹp vào trong từng giò ốc các bạn nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhồi cái phần thịt với ốc vô trong giò ốc các bạn nha. Đó, mình đã chuẩn bị những cọng xả luôn các bạn đó. Thì giò ốc mình đã rửa sạch bên trong cũng bên ngoài các bạn đó. Giờ mình sẽ cho cọng xả vào đó. Mình sẽ cho nhồi cái phần thịt giò ốc vào các bạn nha. Đó. Bạn muốn nhiều thì nhồi nhiều vô, còn ít thì nhồi ít các bạn nha. Đó. Ok, và cuối cùng chúng ta đã có được một mâm ốc bươu nhồi thịt đấy các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chuẩn bị một nồi nước các bạn nha. Mình sẽ cho cái xả nằm ở dưới. Đó, và mình sẽ đặt sẵn bên trên là mình sẽ cho ốc bươu nhồi các bạn nha. Mình sẽ cho từng ốc vào trong rồi mình sẽ hấp các bạn nha. Ok, và thời gian hấp sẽ tùy theo cỡ bươu mà sẽ lớn nhỏ các bạn nha. Thời gian dao động từ 30 phút tới 40 phút các bạn nha. Đó. Và trong thời gian mình hấp mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu để làm nước mắm gừng các bạn nha. Mình sẽ có 20g gừng
băm, 20g tỏi băm cùng với 10g ớt các bạn nha. Đó, các bạn có gia giảm tùy theo độ cay của mình muốn. Và chúng ta sẽ có là 10ml nước cùng với 10ml nước mắm các bạn nha, nước lọc cùng với nước mắm các bạn. Đó, và khoảng 5-10g đường các bạn nha. Sẽ trộn nước cùng với đường nước mắm vào chung các bạn nha. Khuấy đều lên xong cái món mắm gừng các bạn. Ok, và sau hơn nửa tiếng thì chúng ta đã có được một mẻ ốc chính là các bạn ơi. Ốc giòi vuông thịt rất ngon cả nhà nha. Ăn nóng hổi cùng với một chút rau tí tô, rau kinh giới, rau quế các bạn cùng với một chút đồ chua. Chấm cùng mắm gừng nữa thì quá tuyệt vời luôn cả nhà nha. Ta-da, cả nhà ơi, nhìn xem ngon không nào. Với phần thịt ốc dai dai, thơm lừng, hương xả, hương gừng cả nhà nha. À, ăn kèm với từng miếng rau tươi xanh, chấm cùng nước mắm gừng, chua ngọt, cay thơm lòng. Quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món ăn này nhé. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Bye bye.